Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác ạ. Và trong video clip ngày hôm nay thì Hoàng Gia lại về thêm được một số xương băng cối, xương 7, xương 10. Và đặc biệt ngày hôm nay thì về được hai cặp xương 10 xịn của thương hiệu Tech và Sony. Với những bác nào đang chơi đầu Tech hoặc những bác nào đang chơi đầu Sony đấy, muốn cho nó đồng bộ theo đầu thì chúng ta có thể tham khảo thêm hai cái sản phẩm ngày hôm nay. Một cặp Tech xịn và một cặp Sony xịn các bác nhé. Và ngoài ra thì những cái cặp xương nội như thế này thì giá của nó rất là bình dân, mà Hoàng Gia bán cũng rất là nhiều rồi. Đây là những cặp xương nội mới 100%. Đấy, những cái cặp như này thì Hoàng Gia vẫn là bán 800.000 đồng một đôi các bác nhé. Tức là một cặp gồm các màu bạc, vàng gold, màu xanh, màu đỏ, mà đa số là vàng gold và màu trắng bạc này là dùng nhiều nhất các bác nhé. Tech hoặc AK, nó chỉ khác nhau cái chữ thôi các bác nhé. Đấy. Và xương 10 nội, xương 10 nội thì nó cũng thế các bác nhé. Đấy, Tech. Đấy, những cái cặp xương như thế này thì là 1.200.000 một cặp. Đó, đây là những cặp xương nội các bác nhé. Xương nội và xương xịn nó làm gần như công nghệ gần như giống nhau các bác nhé. Thế với cái hãng xương này của bên em làm ấy, bán ấy và phân phối cho người ta thì là làm theo đúng công nghệ gần như là hàng xịn luôn. Các bác có thể nhìn so sánh nhá. Đây là hàng xịn này, Tech xịn nhá. Tech xịn như thế này là Hoàng Gia đang bán là 2.500.000 đồng, 2.500.000 một cặp. Đấy, một cặp đẹp như thế này. Đẹp là như thế nào? Bởi vì đây là xương dùng rồi, tức là xương này đã qua sử dụng, nhưng mà phải chọn được những cặp đẹp, tức là nó không chảy xước, nó không bị mốc, thì đấy đã là cặp xương đẹp. Còn đa số những cái cặp xương bãi như này thì ít có cặp nào xương đẹp lắm, đa số là sẽ chảy xước, là một hai là bị mốc, mốc bên trong rất là nhiều. Thì những cái cặp như đấy thì Hoàng Gia không nhập. Đấy, bởi vì chơi cái này nó mang tính chất cả trưng bày nữa, nên là cần hình thức rất là cao. Ngoài ra thì độ tiêu chuẩn không phải là phải chính xác rồi. Đây là xương xịn các bác này. Và đây là cái xương mà hàng Việt Nam mình làm này, các bác nhìn nhá. Gần như là nó chất liệu là độ nặng nhẹ là như nhau, các bác có thể nhìn nhá. Về màu sắc là gần như nhau. Nó chỉ khác nhau là cái lỗ này, bọn này đục nó khác nhau thôi. Đấy. Còn về các chi tiết cấu tạo này, các bác nhìn những cái chi tiết ở những cái vị trí bắt vít nhá. Đều là sử dụng những đột dập. Đấy, thì ở đây hàng xịn nó cũng thế này. Đấy, giống hệt các bác nhá. Từ con ốc luôn, từ những con ốc giống hệt. Kể cả những cái lõi này, cái lõi bắt riêu nhá, bắt băng nhá. Đây, nó bằng nhôm này, lõi bằng nhôm này, lõi ruột bằng nhôm này. Thì cái này nó cũng bằng nhôm luôn rồi. Đấy. Ngày trước ấy nó làm bằng nhựa. Một thời trước nó làm bằng nhựa, sau đó là bây giờ hãng làm bằng nhôm rồi. Đó. Kể cả cái bắt băng cũng thế các bác nhá. Nhìn này, rất giống nhau này. Đấy, giống rất là giống nhau các bác nhá. Đấy. Đây là những cái hàng xương này ấy, nếu mà dùng xài qua một thời gian rồi thì nhiều bác sẽ không thể phân biệt đâu là hàng xịn, đâu là hàng nội, bởi vì nó làm giống hệt từ những chi tiết nhỏ nhất các bác. Đấy, giống hệt từ chi tiết nhỏ nhất luôn. Đấy, nhưng mà nếu mà không nói ra thì không ai biết được, nhưng mà đây nó là hàng nội nhá, tiêu chuẩn rất là cao về kể cả những cái độ này. Đấy, độ mịn của nó này, tức là hàng xịn thì nó độ mịn nó sẽ mịn hơn, những cái cạnh này này nó sẽ mịn hơn, sờ nó sẽ nhẵn tay hơn. Còn với cái hàng nội này thì nó sẽ có độ giáp hơn một chút, nhưng mà cũng là tương đối là tốt rồi các bác nhé. Như thế này cũng là độ hoàn thiện cũng khá là cao rồi. Đấy, còn đồ xịn này sờ nó mịn ơi là mịn luôn các bác nhé. Nó mịn, mặt nó như thế nào thì cái cạnh nó mịn đúng như thế. Còn với cái hàng nội này thì mặt thì nó đã mịn rồi, nhưng mà cái cạnh này thì nó hơi có độ ráp một chút. Đấy thì đây là cái cách nhận biết để chúng ta mua những cái cặp xương đâu là hàng nội, đâu là hàng xịn các bác nhé. Đấy, cặp Tech này là Hoàng Gia có một cặp thôi các bác nhé. Hộp nhất đây đầy đủ nghiêm chỉnh này. Đấy, hộp nhất đầy đủ nghiêm chỉnh. Tech 2.500.000 đồng một cặp các bác nhé. Cặp Sony này, đài bác nào mà đang chơi đầu cối Sony này thì có thể tham khảo những cặp Sony này, cũng hàng xịn luôn nha, hàng xịn luôn Sony. Đấy, made in Japan. Đấy, xương của Sony làm thì nó sẽ nhẹ hơn xương Tech một chút thôi. Đấy là cái cảm nhận mà khi Hoàng Gia cầm trên tay. Đấy là các bác nhìn là những cái cặp xương này, người chơi đã sử dụng bên Nhật này, người ta sẽ dán cái tiêu đề này này, speed loud là tốc độ chậm đây này. Đấy, Sony này. Đây là xương Sony. Đấy, các bác nhìn đấy. Đây này, người ta dán những tiêu đề này. Xương rất là đẹp nha, không có chảy xước gì cả. Đấy, rất là mới luôn. Đấy, những cái vết bẩn này thì nát nữa thì Hoàng Gia sẽ đánh gala thì nó hết nha, chứ không có chảy xước nha, chỉ bẩn nó bám thôi. Đấy, vỏ nó đây các bác nhìn. Đấy, vỏ của nó là Sony này. Đấy, còn có bạc này. Bạc này để dán ở đầu băng các bác này. Đấy, bạc của hãng này để mục đích dán đầu băng để chúng ta nằm vớt đây này. Đấy, rất là cẩn thận các bác nhé. Đấy, rất là cẩn thận luôn. Đây là hộp của Sony các bác nhé. Sony. Đấy, Sony. Hộp rất đẹp, vuông vắn.
Cặp này thì Hoàng Gia bán cũng 2.500.000 các bác nhá. Sony này rất là hiếm. Đấy, các bác thích để liên hệ với Hoàng Gia Audio. Còn với những cái xương nội như thế này là 1.200.000 một cặp. Cái quan điểm của Hoàng Gia Audio thì dùng xương nội cũng là rất là ok rồi, vừa tiết kiệm mà đẹp. Thứ hai là không cong vênh. Nó chả khác gì hàng xịn cả, cái tiêu chuẩn của nó sản xuất cũng như hàng xịn. Những cái dòng này thì có chữ Tech hoặc chữ AK các bác nhá. Đấy. Nó tùy thôi, đây là chữ AK. Đó. AK và Tech nó chỉ khác nhau cái chữ thôi, còn lại là như nhau. Và giá của nó thì như nhau đúng không các bác nhá, nó không có sự chênh lệch các bạn. Và ngoài là những cái xe băng túi 7, băng trắng. Băng này băng chưa có chương trình. Thì bác nào làm thì báo Hoàng Gia Audio nhá. Đấy. Rất nhiều cái băng trắng thì Hoàng Gia về liên tục, toàn scope 150 hết. Scope 45 phút một mặt. Dòng này thì chạy bằng thâu nét và cũng như là không bẩn đầu tư, không ra bột. Dùng rất là thích. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Bác nào có làm những cái chương trình băng cối hoặc mua những cái phụ kiện băng cối thì liên hệ với Hoàng Gia Audio. Băng xương băng làm chương trình băng cối bằng các xét thì liên hệ với Hoàng Gia Audio. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Và chương trình này Hoàng Gia cũng xin được tạm dừng tại đây. Và mọi thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ với Hoàng Gia Audio theo số điện thoại trên tấm biển này: 0975 884009. Địa chỉ cửa hàng thì cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau của Hoàng Gia Audio ạ.